các bạn đến tin nhanh 24/7. Top 5 mô tô từ 300 đến 350cc bạn có thể mua ngay bây giờ. Đây là danh sách top 5 mô tô 300 đến 350cc đầu tiên có mặt ở thị trường hiện nay. Kawasaki Ninja 300. Cái chiếc Ninja 300 là một dòng xe máy với động cơ Bridgestone 300cc lâu đời nhất phân khúc này. Chiếc xe nhận được một số cập nhật lớn như là phanh ABS hai kinh, cái lớp cao su MAF dày hơn, giá thành cũng giảm. Chiếc xe có một cái động cơ cũng siêu tinh tế, mang lại cái cảm giác lái cũng mượt mà ngay ở những vòng tua cao. Kawasaki Ninja 300 là cái chiếc xe thể thao hoàn hảo, cho phép bạn dùng liên tục trên nhiều giờ mà không làm bạn mệt mỏi. Chiếc xe máy này được trang bị động cơ xe đồi 296cc, cung cấp công suất là 38,5 lực, cùng một men rất đại 27 Nm. Yamaha EZF R3 thì một cái lựa chọn động cơ Bridgestone trong danh sách này, đó chính là cái chiếc R3, được coi là một cái chiếc xe mạnh nhất phân khúc 300 350cc. Yamaha R3 được nâng cấp thêm một cái phạm vi quốc tế. Chiếc xe máy này được trang bị động cơ xe đồi có dung tích 321cc, sinh ra công suất 41,4 lực, mô men xích đại 29,6 Nm. Chiếc xe này thích hợp cho tay lái thích tốc độ cao. TVS Apache RR 310. Cái chiếc xe máy đẹp nhất phân khúc này có thể thuộc về cái dòng TVS Apache RR 310. Apache RR 310 được trang bị tất cả những cái phụ tùng hầm hố, khiến em ấy trở thành một cái chiếc sport tourer tuyệt vời. Mẫu xe này được trang bị động cơ nghiêng dung tích 312,2cc, làm mát bằng chất lỏng, tạo ra 33,5 hp, mô men xoắn cực đại 27,3 Nm. Động cơ được kết hợp cùng chiếc hộp số sơ cấp. BMW Z310R. Cái chiếc BMW Z310R được trang bị cho mình động cơ tương tự cái mẫu TVS Apache RR 310. Xe đi kèm với tất cả những tính năng hiện đại, cùng bao gồm phanh ABS hai kinh như là thiết bị tiêu chuẩn. BMW Z310R lấy sức mạnh từ động cơ xăng đơn, làm mát bằng chất lỏng với dung tích 313cc, sinh ra công suất 33 mã lực, cùng mô men xích đại 28 Nm. BMW Z310Z. Cái chiếc BMW Z310Z là mẫu xe cái dòng Z có mức giá cả phải chăng nhất mà bạn có thể mua từ nhà BMW. Sử dụng cùng một cái động cơ với người anh em nước bài của nó, Z310R. CS có một cái vài tính năng chuyên dụng dành cho off-road như cái lớp của Messerschmitt Tourance đa mục đích, tùy chọn để lựa chọn cái sự can thiệp của phanh ABS ở bánh sau. Xe cũng được có một cái bánh trước là 19 inch cỡ lớn, động cơ xăng đơn với dung tích 313cc, cho ra công suất 34 mã lực tại vòng tua máy 9.500 phút, mô men xích đại 28 Nm tại giải tua máy 7.500 phút. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, subscribe.